Mùa mưa bão ở Việt Nam làm tăng nguy cơ mắc bệnh da do nước mưa, độ ẩm cao và vệ sinh kém tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm phát triển. Dưới đây là 4 bệnh da phổ biến. 1. Nấm da. Nấm da là một trong những bệnh phổ biến nhất trong mùa mưa do môi trường ẩm thấp tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Triệu chứng: vùng da bị nấm có thể xuất hiện các vết tròn, đỏ, ngứa và lan rộng. Một số người còn thấy vậy hoặc rộp nước ở vùng bị nhiễm. 2. Viêm da tiếp xúc. Viêm da tiếp xúc thường xuất hiện do da bị kích ứng khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng hoặc kích ứng như nước bẩn, hóa chất hoặc vi khuẩn trong nước. Triệu chứng: da bị viêm sẽ đỏ, ngứa, có thể xuất hiện mụn nước và bong tróc. Tình trạng này thường xuất hiện ở tay, chân hoặc các vùng tiếp xúc với nước bẩn. 3. Nhiễm khuẩn da. Nhiễm khuẩn da bao gồm viêm nang lông và mụn nhọt có thể phát triển nhanh chóng trong điều kiện vệ sinh kém và độ ẩm cao. Triệu chứng, da có thể bị đỏ, sưng, đau và xuất hiện các nốt mụn có mũ hoặc viêm. Nếu nhiễm khuẩn lan rộng, có thể gây đau nhức và sốt. 4. Rôm sảy Rôm sảy là tình trạng da bị nổi mụn nước nhỏ, thường xảy ra khi da bị bít kín lỗ chân lông do mồ hôi, ẩm ướt kéo dài. Bệnh phổ biến ở trẻ em nhưng cũng có thể xảy ra ở người lớn Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm sau mưa. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.